Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi trình độ DPI của chuột. Ở đây thì mình sử dụng con chuột của Logitech là RB với giá 350. Đây con chuột này. Chuột này thì gồm có 6 nút này. Rồi. Hai nút ở bên trái này. Hai nút chuột trái chuột phải này. Một nút trình độ DPI này. Một nick lăn chuột. Thì đây thì mình đang sử dụng DPI của nó là 2000. Thì DPI càng cao thì lăn chuột nó càng nhạy. Vậy khi mình chỉnh DPI xuống thấp này, mình di chuột rất là nhiều và nó đi rất là chậm. Chuột đi rất là nhạy và nó có cái bóng chuột này. Đi khá là chậm khi mình chỉnh độ 2000 này. Đi rất là nhanh. Một cách rất là nhẹ nhàng. Này thì cho em là bắn game FPS này. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm game minh xúc Supua của Logitech này. Mình sẽ thay đổi cài đặt của nó. Ở đây chậm nhất là 200 và cao nhất là 2000. Đây mình thể chọn là 3 này. Mắc của nó 8000 DPI cơ. Để dưới đây này. 1600 này. Phần này thì mình sẽ để ở 2000 này. Ok. Thế mình đã có 3 nấc rồi. Đây trên nấc 1500 này. Ở đây trên nấc 2000 này. Cái vút một nhẹ một cái đi rất là xa luôn. Mình rút hết từng chuột đây 1600 DPI này. Mỗi lần thay đổi 2250 DPI nó sẽ hiển thị ở góc bên trái. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi chào các bạn chắc các video tiếp theo. Mình đăng kênh ủng hộ